Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày mới an lành và hạnh phúc. We are in trouser shop. Tiệm đồ cũ nè mọi người. Mang tiếng nói đồ cũ chứ đồ còn mới lắm, không có cũ. Bên đây lạnh quá trời luôn mọi người ơi. Âm tới 6-7 độ, lạnh quá trời lạnh luôn. Ở nhà thấy đồ cũ chưa? Nói đồ cũ chứ còn mới tin à, mà nó bán rẻ. Đồ mới thì nó bán mắc, chứ đồ cũ nó bán rẻ hơn. Đồ cũ bán cái gì cũng có hết trơn á. Con second hand. Đây là tiệm vàng bán đồ cũ đó cả nhà. Bên anh cái gì cũng bán đồ cũ hết trơn. Feed the bird but they fly away all the time. If you like our video, please like and subscribe. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bye-bye.